Xin chào mọi người nhé. Hôm nay là 16 tháng 2 rồi, mùng 5 Tết rồi. Bao nhiêu là cũng đã hết Tết rồi. Chuẩn bị đi kiếm ăn thôi. Hôm nay mình sẽ không hướng dẫn làm airdrop nữa mà phân tích một đồng. Mình cũng không phải là phân tích mà là mình sẽ đầu tư. Mình thấy nó tiềm năng quá. Trong tuần này khả năng con này nó sẽ có một nến xanh. Thì ấy thì mình sẽ theo đến xem đến tuần trước xong rồi xem đến ngày. Hiện tại có một đồng đây ở trên sàn đã list sàn Binance rồi, đó là con ARPA. Đấy, hôm nay xanh sàn luôn. Hôm qua rung nắc tí, không biết có anh em nào rung không, không biết. Thì đầu tiên mình sẽ vào phần trader này, vào cái phần classic này để mình tìm kiếm và xem chart của nó. Đấy, hôm nay con SKM, BTC lên 49 rồi. SKM lên mấy con này toàn lên 50% thôi. Nít lên này. Con SFP hôm nọ mình được hơn 800 con. Mình chuyển sang mua ARPA nhé. Hơn 2k đô gì đấy. Khá ngon, đầu năm. Mình sẽ tìm con ARPA này. Tìm đây. Chữ đây. Nó sẽ có nhiều cặp nhé. Ôi vừa nhìn nó gặp USDT ấy, mình xem luôn đến tuần của nó để mà xem đến nhá, xem các khung thời gian khác nhau thì mọi người có rất nhiều khung, mình xem khung một tuần nhá. Khung một tuần nó đang cái đường Bollinger nó đang chuẩn bị bứt phá này, bóp vào nó bị bứt phá này, nhìn cái cây đấy này nó xanh lên tầm này đấy, nó lên đường không chấm vượt đỉnh cũ là 0.06, không chắc chắn đâu nhá, có thể tuần này một tuần sau rồi gì cũng sẽ vượt, mình xem. Ai muốn chi tiết hơn điều chỉnh xem đến ngày thì vào lại. Ngày hôm qua nó một cây đến đỏ rồi, đã điều chỉnh 2 ngày điều chỉnh rồi. Còn nó xem các khung thời gian nhỏ hơn thì 4 giờ này, khung 1 giờ này, khung 15 phút này đều quá hết nhé. Đây mình xem như cặp USDT. Đấy. Bây giờ trên Binance nó có cái hơi nguy hiểm, đó là nó hay delete một số coin, delete một số coin nhỏ nhỏ ấy, volume nhỏ ấy. Nó mình để ý thì con này cũng volume không nhỏ lắm đâu. Nó không sợ. Mà xem chắc tuần mà nói thì nó con này nó mới list in Binance từ cuối năm 2019. Tầm mùng 4 tháng 11 2019 này. Đấy là cặp USDT, không biết nó list cùng ngày cặp BTC không, không rõ. Cặp USDT list cùng ngày. Đấy thì tính ra mới được quá hơn một năm thôi, nhích sàn là hơn một năm ba tháng. Mình thì mình xem chắc tuần của nó đây. Hôm nọ mình đã follow vào ít ở giá 3.000, hôm qua đu lên giá 4.000 rồi, tổng là đầu tư 10k đô vào con này để xem nó một cây lớn nó có lên được bằng cây này không. Mình nghĩ là nó sẽ vượt đỉnh không, hai cây lớn cái này. Bắt đầu từ tuần này thì bắt đầu mở lên từ sáng qua, 7 giờ sáng qua tương đương mới được hơn một ngày thôi. Nhận điểm vào lệnh vẫn khá đẹp. Hôm qua nó quét xuống dưới, quét được rung lên BTC nó rung ác luôn. Thì con này có trên cả KuCoin này, trên cả Huobi này, mình thấy volume của nó lớn ở trên này thôi. Chắc ngày điểm vào lệnh hôm qua là mình nghĩ nó đẹp nhất rồi. Đẹp sắp bứt. Mình nhìn theo trong tuần mình cứ thấy cái đường Bollinger Band nó bóp vào này mà nó có xu hướng chuẩn bị lên thì mình mua thôi. Mình không giỏi về phân tích kỹ thuật. Dưới này đường RSI thì nó lên 80 rồi. Quanh quẩn vùng 70-80 vùng khá cao lắm. Tương đối rủi ro nên mọi người cần cân nhắc. 4 giờ nha. 4 giờ không có gì đặc biệt. Đến sau cao hơn đến trước rồi. Còn các khung nhỏ hơn mọi người có tham khảo nhé, tùy tham khảo xem có lên vào lệnh hay không. Mình thì hôm nay là mình chỉ đầu tư, mình sẽ chia sẻ với mọi người con mình đầu tư thôi. Mời Cado xem một tuần này có X2 được không. Hiện tại giá là 0 chấm. Đại giá hiện tại ngày hôm nay ngày 26 tháng 12, 26 tháng 2 là 0.041771 16 đấy.
Đấy là cặp USDT mình nhìn chắc tuần này là đẹp nhá, theo Double Event thì đẹp. Còn xem nào. Tiếp theo cặp BTC nhé. Cặp BTC thì nhìn trông chán đời quá. BTC đây. Dường kích đáy chưa có một cây lấy nào bứt phá đi. Mình để ý gần đây là mấy mùa này là nhiều con đó, đi dạng kiểu này không bứt lên nhé. Mình thấy nhiều lắm rồi. Mình sẽ cho ví dụ con cho xem con đi cặp BTC, bởi vì BTC vừa rồi tăng quá mạnh nhưng altcoin cũng theo kịp. Mình sẽ cho con xem một số con như kiểu con phép trên con phép này được cặp BTC. Mày đến nhìn qua nhỉ. Con phép này đấy. Đấy, nó cũng đi đi cả dạng này nó bứt lên luôn này. Con phép này mình nghĩ nó sẽ còn tăng nữa. Nhưng bây giờ theo lên tuần USDT, cả USDT của nó khá cao nhỉ. Con phép này khá cao. Mình sẽ cho con tương tự. Đây là cả BTC của nó này. BTC của nó này. Mình để ý mấy con nó dáng ngư dự mình chỉ là theo sau thôi. Nhưng không chắc chắn sẽ có ăn được không. Phép cặp USDT nhé. Đấy là cái cặp BTC chưa phá đỉnh nhưng cặp USDT của nó đây. Đây là chắc một tuần. Nó một tuần đấy. Thì nó đi tương tự như con AR3 không? Nó đường mua đi các bạn đến tuần lên đây này. Xuống này mình cho cặp này cho cặp USDT hai cặp USDT với nhau USDT với nhau nhé đấy đây. Con AR3 em đi như này một lến lên sóng một của tuần đấy xuống là đang chuẩn bị mở đường Volume Gap Band mà con phép này thì nó đã đi trước rồi nó lên lên đây xong xuống một đoạn rồi cũng đoạn rồi mà đã bứt lên đây như nó tăng gấp 5-7 lần thì đấy rồi mình hy vọng con này cũng thế hy vọng con AR3 này mới chỉ một đoạn đây thôi nhá hy vọng nó một cây lên như này nữa. Còn ngoài ra con này nó sẽ có một cặp trên cặp đó là cặp cặp BNB BNB thì nghĩa là chuẩn lắm đây cặp BNB thì là nhìn nó hơi xấu nhá Unigaben nó bóp vào nhưng mà bóp vào nó đang có xu hướng đi xuống bởi vì BNB tăng quá mạnh. Để xem có bật ngược lại lên trên thì không rõ, không biết được. Volume giao dịch của nó thì mọi người có thể ngoài ra mọi người có thể check thêm vào trang CoinMarketCap này tìm đồng ARPA này. Đấy, tìm xem sự kiện gì không. Có lên vào lệnh không? Hiện tại mình tìm nó không có sự kiện nào nhé. Vào CoinMarketCap. Và qua market cap tìm đây con phép này đẹp quá ngoài ra thì mình sẽ cho mọi người thấy con nữa theta trước con theta ôm từ giá 0.27 mà cuối cùng để sóng mất chỗ chắc còn theta đấy nhé à. Tuần khiếp quá trước đây mình ôm giá dù này trước nó lên đây xong bắt đầu mình ôm đoạn này nhưng mà đợt đây đao chen nước sóng nó đánh margin nhiều cháy hết
ngoài ra mình sẽ tìm cho mọi người một số con IOST chẳng hạn, IOTX chắc ngày này IOST không biết, nhưng mà đấy chắc tuần của nó đây, tuần vừa lên đi xuống mà dồn bứt một phát lên này. Ngoài ra cặp BTC của nó không khác gì con ấy đâu, BTC của nó không khác gì con Alpha. Đấy, đi vòng xuống mà nó vứt lên. Đây, Bollinger Band bóp vào, Bollinger Band bóp vào nó bật lên một cây nến xanh. Thì mình đang nghĩ là con Alpha sẽ có một nến như thế, một nến 84 Satoshi của con nhé. Đấy, con này QKC. Mọi người vào qua MarketCap để check xem là ngoài ra thì con này nó có một giao dịch chứng khoán KuCoin nhé, có nâu hơn, dữ liệu nâu hơn, mọi người muốn xem dữ liệu nhiều hơn ấy, ra bên này KuCoin nhé, bởi KuCoin nó hit từ lâu lắm rồi, chắc tuần này, à, tuần nhìn với những KuCoin đẹp hết, con này bóp vào đường Bollinger Band, bóp vào dấu hiệu đi lên. Cây nến này nó phá hết cả chát, mình chán lời quá. Đây, vào qua Market Cap tìm nhá. Ai đó vào. Hôm nọ mình cũng quất được con quan nhưng mà mình không giữ nhiều nhá. Đang hâu. Đã tăng 16% sau ngày hôm qua do cái cây đấy hôm qua rút chân sâu quá. Thì là volume 24 giờ của nó là hiện tại 23 triệu đô nhé, trong khi đó coin market cap là 43 triệu. Nói chung là coin market cap mà dưới 100 triệu là hợp lý, vẫn là thuộc dòng low cap rồi, thấp. Hiện tổng đô đa của nó là 1,5 tỷ, hiện tại đang lưu hành hơn 1 tỷ rồi. Đây là cái dữ liệu của nó, danh 424. Đây, ba volume này, MXC này, nó có nhiều sàn nha mọi người, tham khảo các sàn khác nhau, giá sợ nó spill mỗi sàn khác nhau, nhưng KuCoin spill cao lắm. Mình mua một ít trên KuCoin đây, nên giá nhiều sàn nha mọi người, khá yên tâm nhá. Ok.